Vì thế thật sự tin chắc, ngày thường sẽ nhẹ nhàng. Đến giờ khắc cấp bách, chỉ có Phật hiệu, ngoài Phật hiệu ra không có gì nữa. Người như thế chắc chắn giảng sinh. Rèn luyện bằng cách nào? Tôi có một cách, dùng đã mấy năm rồi, có chút hiệu quả, chia sẻ để mọi người cùng tham khảo. Mỗi ngày khi lên giường đi ngủ, liền nghĩ mình đã chết. Vậy còn có gì mà không buông được? Đang luyện tập chết. Mỗi buổi tối luyện tập một lần. Đến lúc chết thật sẽ rất bình thường, ngày ngày đều như vậy, không nghĩ việc gì nữa. Đừng nghĩ đến chuyện gì cả. Phương pháp này tuy rất ngốc nghếch nhưng nó lại có hiệu quả. Con người đến lúc chết, quý vị có thể mang theo được thứ gì? Những thứ trước mặt có cũng tốt, không có cũng rất tốt. Đừng để gì trong tâm hết, vậy là đúng rồi. Vẫn còn một thứ để trong tâm, đó đều là phiền não của quý vị, chướng ngại tâm thanh tịnh của quý vị, chướng ngại công đức giảng sanh của quý vị. Lúc thường nên nhẹ nhàng, mỗi ngày đi ngủ luyện tập triệt để buông bỏ, đừng để trong lòng nữa. Thật sự giống như Thiền sư Trung Phong nói, trong tâm chỉ có Phật A-di-đà. Phật A-di-đà là tâm của ta, tâm ta tức là Phật A-di-đà.